chào các bạn, ngày mới thật vui vẻ. Qua mình đi bạn ơi, hôm qua mình thả lồng nhà, hôm qua ốm quá. Phải thả lồng nhà nha bạn, hôm nay trời sương mù này bạn. Đi đi qua, qua mất. Rét tê tái người bạn ơi. Ôi xịt rồi bạn ơi, cái này xịt chầm chầm. Cái đầu tiên đúng xịt luôn. Trời này nào nó toàn xương là xương. Đi buốt tê tê hết tay cả. Đấy, đánh mấy cái này thì cho xịt hết rồi. Vì tên tà lấy. Qua là ở đây thì có người để ý nhưng không biết là họ có lấy của mình không. Đây nha bạn ơi. Đấy. Mất luôn bạn ạ. Vết vết nó đi mà. Thì ở đây này là mình biết là có người hay lấy. Mất luôn. Vì mình đoán mà, hôm qua nó để ý mình. Bạn nhìn thấy vết vết đi. Đây. Cái lại muốn nốt nha bạn. Qua là mình mất 8 cái, hôm nay mất 2 cái. Tuyến này đi. Tuyến trước bọn ấy kích cho lấy rồi. Đây nha bạn. Cái này không xịt. Hai vợ con thua hết, đi đường dài. Có đuôi luôn nha bạn ạ, hai đuôi liền, thế thôi. Đuôi to phết các bạn. Hầu như đánh tới này ok phết. Có một cái đầu tiên quay đấy xịt. Đuôi đẹp phết. Sóng nó đẹp như này mà bạn. Thể thả đây lấy. Lẳng ngoẳng là lấy luôn. Tiếp theo bạn ơi, bốn cái cuối cùng rồi.
qua dí với nào nhỉ? Ui bên dưới các bạn ơi. Ống mới tinh này. Vừa mới làm. Đợt này không cắt nó rùi bạn. Cái xịt. Hòm mới, ống mới. Cắt đi nó dập, đi xe nó xốc xếch nhiều dập bạn không tốt. Tiếp theo. Không biết cái này có không đây. Ui giời, cao cao cái lây mà bạn đây hôm qua mình thả là mình nó có tí nước kênh ở cái sóng này đây nhưng mà không biết. Mình thả cao lây không này vẫn được nha bạn, cái trước xịt cái này được, nhắc lên là nào cái biết là được hai và con luôn, cao nhưng vẫn được. Ốm quá bạn. Đây đánh vết tay con voi này này, hôm qua mà nó đến đây lấy hết. Đồng nhà nó vẫn còn bị lấy tuyến trên đi. Nó lấy của mình cái này vẫn được bạn. Sóng này đẹp hôm qua nó con tí nước nó đầy mà mình đánh nó hơi cao. Nhưng hôm nay nó lại cạn. Đây mình phải đánh dấu các bạn nhỉ, bạn nhìn cái vết đánh dấu của mình nhỉ. Lại về đi đánh cá được các bạn. Cái cuối cùng bay lại đây. Đúng đúng bãi cái cuối cùng luôn. Nhưng mà chưa thấy ống đâu cả. Có vết đánh dấu rồi nhưng mà chưa thấy ống. Đây rồi. Mày không qua tuyến này không lấy. Này đồng nhà kém. Thật sự bạn kém. Toàn ống mới. Cái ống này nhẹ lắm nha bạn ơi. Nhẹ bền mỗi cái là 40.000 cây. Ui đắt. Về nhà bạn ơi. Chút cho bạn xem này. Bạn chờ một chút. Tắt đây chút cho bạn xem nhé. Đưa đồng nhà nha bạn. Đây là lươn đồng nhà nha bạn ơi. Ôi nguyên bùn đấy. Chụp con nó lại nhảy ra nha bạn. Sáng ra là nhà mình ở đây là quá ồn ào luôn vì xe nó đi nhiều lắm. Hôm nay không phê hôm qua nhưng kia rồi. Hôm nay nó có ít, mình thả nó cũng ít ống.
xịt mấy cái nhà lươn nó nhỏ. Ống mới tinh đấy bạn. Này vẫn còn bị mất hai cái. Này kiếm cố hai ba cơn bạn ơi. Ui giời, ống mới khó rút quá. May quá được con bạn. Được con to nhất đội đấy. Đây là mình tranh thủ thả, chứ còn con kia nó phải đi 2,5 bạn ạ. Máy nó qua mình không có zoom lên như con to. Mình đánh tranh thủ cả gà đánh mồi zoom vậy. Qua mình bắt 1 tiếng được mấy cân luôn. Cũng được khá nhiều zoom bạn. Toàn zoom to nha bạn. Zoom là bẫy lươn bạn ơi. Như này đã gần 3 cân rồi. Bạn nhìn thế thôi như gần 3 cân rồi. Kiếm cố nó 3 cân vậy. Nó chả được to luôn. Đấy, lừa nó bé tí. Quên lươn nhỏ sợ quá. Gần hết rồi bạn ơi. Cái này 4 cái lươn được kết thúc rồi. Mình mất một ống một cái hòm. Cái cuối cùng nha bạn. Hết rồi.
Ôi 3 cân luôn, chả được hơn mà. 3 cân, giả 3 cân đầy xịt, bạn nhìn thấy xịt chưa? 2 4 6 8 10 cái. Cái kia rơi mất hôm. Rồi các bạn hãy nhấn like share ủng hộ cho mình. Xin chào các bạn. Hẹn các bạn những video tiếp theo. Mình nghỉ sẽ 2 3 hôm nữa mình sẽ chạy đường dài vì mình đang ốm. Người mình rất sốt mấy ngày hôm nay ạ. Cho nên mình hôm qua là không chạy được đường dài nhé các bạn.